Cái nick của bạn tên là Đoàn Quang Quân hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho phép con được hỏi ý nghĩa của việc các quý Thầy ngày chỉ ăn một bữa, đêm lại ngủ trong rừng ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Bạn Đoàn Quang Quân hỏi về chư Tăng của chùa Ba Vàng chúng ta. Đây thì đối với chúng tỳ kheo của chùa, các Thầy thì đang thực hành là ngày ăn một bữa. Ở đây Thầy cũng nói chỉ trừ khi nào lao động nặng, vất vả thì Thầy cho uống thêm bột hoặc là uống sữa. Còn bình thường thì sẽ ăn ngày một bữa. Thế và đêm thì ngủ trong rừng. Cái này là trong thanh quy của chùa, đối với chúng tỳ kheo thôi nhé. Còn chúng dưới, chúng hình đồng, chúng sa di thì chưa phải thực hành cái pháp này. Thì tối chúng tỳ kheo vào trong rừng thực hành pháp thiền định, tu tập ở trong rừng. Cái này là cái việc tu tập và việc của chúng tăng. Không phải bây giờ ở chùa Ba Vàng mà thời Đức Phật thì chư tăng cũng vẫn thường thực hành. Chư tăng thường ngủ dưới gốc cây, thường vào trong rừng, vì trong rừng cái môi trường nó rất tốt cho việc tu tập, nó rất tốt. Còn thực hành ăn ngày một bữa là đúng với tinh thần của tỳ kheo thời Đức Phật nha.